Xin chào các bạn, mình là Jimmy chuyên review những chiếc đồng hồ chính hãng và hôm nay chúng ta sẽ cùng review một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu của Tissot, Thụy Sĩ, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng và giá trị. Chiếc đồng hồ hôm nay chúng ta sẽ review sẽ là một chiếc đồng hồ rất là hiếm trên thị trường, một chiếc New Funbox nha. Để tìm một chiếc New Funbox mà cái mẫu Tissot Carbon mặt màu đen như thế này thì hầu như là bây giờ rất là khó luôn. À, may mắn là Jimmy săn được vài chiếc với giá rất là tốt. Uh, giá cũng hợp lý thôi chứ không gọi là tốt tại vì uh, mẫu này bây giờ nó đang rất hiếm hộp thì um, hợp hộp đây chúng ta sẽ có sổ bên trong nha sổ này thẻ này là có lúc có lúc không tùy đợt cũ thì nó sẽ có nhưng mà đợt mới thì chắc không thì cái thẻ nó không có giá trị sử dụng chiếc này chúng ta sẽ có mã số quốc tế là t hai là một chiếc sử dụng thép không rỉ chống nước 53 máy automatic và được trang bị bộ kính khoáng bộ kính sapphire hai mặt nha có phủ chống lóa r luôn đây là một chiếc sử dụng bộ máy bao 80 rất là xịn sò của nhà city của nhà tiso đây rất là đẹp luxury mới keng mình sẽ chỉnh kim về khung giờ đẹp nhất để anh em có thể ngắm nhìn Mặt số của nó. Chiếc này đặt trước mình có về vài chiếc hàng trưng bày rồi, nhưng mà uh, cũng bay rất là nhanh thôi và hiện tại thì giá nó đã cao hơn cái uh, lúc trước rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta vẫn có một cái giá hợp lý đối với dạng hàng sát tay so với cái giá mà anh em vào đà, cửa hàng đại lý chúng ta mua. Đây rất là đẹp nha. Về thiết kế thì chúng ta sẽ thấy là chiếc này nó sẽ chia làm ba lòng, lòng phía ngoài sẽ là những vạch nhỏ chia phút, bên trong lòng màu đen thì anh em sẽ có được uh, những cái cọc số sử dụng thép cọc số vạch nè, logo nằm ở phía góc 12 giờ, Tiso 1853 và phía dưới là dòng chữ Bowmontic 80 Sweep Max mặt số dạng vân carbon rất là ấn tượng và đẹp mắt. Ô lịch ngày góc 3 giờ giúp cho các sản phẩm chúng ta có một cái thiết kế bố cục cân đối hơn và đẹp hơn thanh lịch hơn rất là nhiều. Ba kim, một lịch. Một cái thiết kế dạng chuẩn dress watch và rất là sang trọng nam tính với cái mặt màu đen như thế này viền benzen xử lý bóng bên phần thân thì chúng ta sẽ có những cái họa tiết đan lát như thế này chữ t logo thương hiệu trên phần núm vặn một cái thiết kế rất là kinh điển và phổ biến của dòng luxury anh em uh, metiso fan của thì thì chúng ta đã biết được cái tê, cái dòng luxury thì nó sẽ có cái form dáng như thế này chiếc đồng hồ này thì anh em chỉ cần bấm một nấc đầu tiên anh em sẽ chỉnh được câu ô lịch ngày và chúng ta bấm nó bấm lẫy ra nấc thứ hai thì anh em chỉnh được giờ nha sau đó chúng ta ấn lại kính sapphire phủ trong ló hai mặt luôn đây là bộ dây bộ dây của nó sẽ có 5 chỉ một chỉ nhỏ ở giữa xử lý bóng và bốn chỉ to đến phay xước khóa sẽ là khóa gặp hai bên có logo thương hiệu Tissot 1853 tất cả các phần thép sử dụng ở đây đều là thép không rỉ hết từ vỏ kim cọc cho đến bộ khóa cho bộ dây luôn và đây phần nắp lưng mình sẽ xô cái phần nắp lưng cho anh em xem Đây mình zoom lên cho anh em xem cái phần nắp lưng nha. Ở nắp lưng thì anh em sẽ có một cái nắp lưng lộ đáy và mình sẽ thấy được bộ máy cơ học bên trong. Ở phần ngoài nắp lưng sẽ có những thông tin tham khảo như TISU 1853 nè, thép không rỉ nè, rồi chống nước của chiếc này là 53 thoải máy đi mưa rửa tay rồi. Và chúng ta sẽ có một cái bộ kính sapphire được trang bị trên chiếc này, kính sapphire hai mặt phủ chống ló. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có được một cái củ văn rất là đẹp của văn được đánh hoa văn gần sống hay test escapement 23 chân kính bộ máy ở đây nó sẽ có cái thông tin bộ máy nằm trên phía dưới logo nè để coi bên đây có cái thông tin gì cho anh em tham khảo không đây là bộ máy Power 80 có 21.600 tần số động 80 giờ tích code và chúng ta sẽ có được khả năng chữ uh, trữ code của nó là 80 giờ 23 chân kính và đặc biệt thì nó là một cái bộ máy được phát triển từ bộ máy của ETA. Thị sĩ C07.111 anh em sẽ nhìn thấy rõ ở cái phần đây, C07.111 nè. Đó là mã máy của chiếc đồng hồ này, mã máy của thị sĩ ETA. Rất là xịn nha. Chiếc này thì bây giờ đang rất là hiếm rồi Hàng sách tay thì anh em không kìm tìm ra đâu Chỉ có hàng đã qua sử dụng thôi Còn hàng mới thì phải vào đại lý mua giá rất là cao à, uh, Xa thiết kế của chiếc này cũng thon gọn thôi Nhìn nó bự nhưng mà nó gọn à 41 Mình sẽ có một cái bề dày tầm khoảng 10.7mm Và anh em sẽ có một cái lắc to lắc Là 48 Như vậy thì anh em có tay tầm khoảng 16 đó lên là chúng ta đều được rồi Và mặt số nó to cái diện tích mặt số to lý do là cái viền mezen chúng ta thấy là nó mỏng nên cái phần diện tích mặt số của mình khá là nhiều và anh em sẽ cảm giác nó là nó không có nhỏ so với cái size 41 mà chúng ta vừa đo được đây anh em thấy nè chiếc màu lên tay rất là sang mặt màu đen rất là cuốn hút thêm cái phần vân carbon nữa nó sang trọng và nó nó chất vô cùng luôn Đó, nó lồng lanh lồng lanh luôn kính sapphire trong veo khi lên tay nè quá đẹp chiếc này không có lâm cho nên mình sẽ không test phần lâm nha Thiết kế dạng Luxury uh, Không có dạ quen Máy thì rất là ngon lành rồi, bao gồm tới 80 Về giá thì mình sẽ để trên phần uh, tiêu đề cùng với phần mô tả của video Và như thường lệ sẽ có chương trình flash Sale 2 ngày đầu giá rất là tốt khi mình public cái video này cho nên là anh em hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ những video nào nha Và mình sẽ săn được những chiếc đồng hồ ưa thích với giá rất là tiết kiệm Ngoài phân bóc thì Jimmy sẽ gửi kèm thêm một phiếu bảo hành Trên phiếu bảo hành thì sẽ có cam kết cho anh em 100% authentic nè, đền gấp 10 lần bao xài 7 ngày đầu Hỗ trợ cả thẻ đã gấp từ xa và chiếc này Jimmy sẽ bảo hành 3 năm Cho những cái phiên bản mới của Mai Thụy Sĩ nha Miễn phí ship tất cả các đơn hàng luôn và sau khi hết hàng bảo hành thì bên mình vẫn có thợ để hỗ trợ anh em uh, Xử lý các vấn đề mà anh em cần như là lao dầu và thay pin hoặc là các vấn đề khác mình có nhận sửa đồng hồ luôn nha rồi cảm ơn các anh em đã xem hết video này nhớ bấm like video giùm mình nha còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở các video lần sau xin chào anh em rất vui được gặp lại trên kênh review đồng hồ chính mạng của Jimmy và nếu như đây là lần đầu tiên anh em xem video thì hãy bấm đăng ký kênh cùng nhấn biểu tượng chuông bên dưới để nhận thông báo khi Jimmy có những video mới và anh em sẽ săn được những chiếc đồng hồ mình ưa thích với giá rất là tiết kiệm